Hiểu. Tức là ý nói là đấy thì cái khó nhất của startup phải tìm ra một cái kẽ hở hoặc tìm ra một cái khác biệt nào đó mà chúng ta không mất nhiều tiền lắm nhưng người dùng vẫn nhận ra chúng ta khác. Trong kinh doanh ấy, thì bao giờ cũng có chu kỳ. Nếu bây giờ như tất cả ai startup nào cũng sẽ đang đi tìm kiếm cơ hội trên toàn thị trường. Vậy thì bất cứ một lĩnh vực nào nó chỉ cần có lợi nhuận cao cái là sẽ rất nhiều người nhảy vào. Nhiều người nhảy vào thì có nghĩa cái lượng cung nó sẽ tăng đột biến. Mà khi cung vượt cầu ấy thì lúc đấy sẽ hết lợi nhuận. Đúng không ạ? Nhưng khi cung vượt cầu ấy thì nó gây ra lỗ. Lỗ thì sẽ phải rời cuộc chơi. Chứ ai mà chịu lỗ mãi, đúng không ạ? Thì bạn này lỗ ra, bạn này lỗ ra. Cuối cùng ra hết thì lại cung ít đi và cầu nó thiếu, ắt lúc đó sẽ lại tạo ra lợi nhuận. Vậy thì ai là người ở cuối cùng trong cuộc chơi thì sẽ thắng ở bất cứ lĩnh vực nào. Vậy thì cái người giỏi ở đây là tính được mình là người cuối cùng trong cuộc chơi. Ở lại sau cùng thì cái bán phở thì cũng sẽ thành công, mà bán tăm cũng thành công, mà bán website cũng sẽ thành công. Miễn là mình là người ở cuối cùng trên cái thị trường đó thì kiểu gì nó cũng lợi nhuận nó sẽ đến. Còn nếu mình không tính được để mình ở lại là những người cuối cùng ấy, mình ra trước thì cứ đến lúc được ăn thì mình lại ra mất rồi. Thấy người ta được ăn mình quay lại thì lại đông người quá rồi thì lại không có lợi nhuận. Vậy thì mình phải chuẩn bị nguồn lực, mình phải cắt cái nguồn lực mình có để mình làm sao mình luôn luôn ở là người cuối cùng ở cái thị trường đó, hay ở cái mặt hàng đó, hay ở một cái lĩnh vực đó, thì chúng ta khẳng định nó sẽ thành công.